Em xin kính chào quý thầy cô. Em tên là Suy Nguyễn, mã số định danh của em là 2374129. Em xin rút ra bài học tâm đắc ngộ ra từ lớp tài chính của cô Hoàng Anh. Thì bao lâu nay mình biết cái khái niệm về tiền, mình thấy đó, mình tức biết là nó rất cần trong cuộc sống, nhưng mà từ những cái khái niệm mà cô chuyển giao thì em biết mình cần phải làm gì và có cái kế hoạch như thế nào. Thì tiền là một cái điều mà chúng ta rất cần trong cuộc sống, và chúng ta cần phải có cái thái độ như thế nào với đồng tiền. Thì cái điều đầu tiên mà em có biết được rằng là tám cái khái niệm chuẩn về tiền, đó là tiền phóng chiếu nội tâm. Tức là có đồng tiền thì chúng ta sẽ thoải mái hơn, chúng ta làm những điều mà mình muốn được. Cái điều thứ hai á, là tiền giúp chúng ta tự do thời gian. Tức là khi chúng ta có tiền á, ví dụ như mình cũng có thể nhờ một người phụ việc trong nhà mình để mình có cái thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thì cho dành cái thời gian cho gia đình bản thân nhiều hơn. Cái đó là cái quan niệm thứ hai. Cái quan niệm thứ ba là có cái kế hoạch xài tiền. Vì nếu mình không có kế hoạch xài tiền thì người khác sẽ xài cho mình. Cái này là em nghiệm thấy nó cũng rất là đúng với mình. Nhiều khi mình để không biết làm gì, cái người khác sẽ mượn làm việc này việc kia, nhiều khi nó cũng không quan trọng nữa. Cho nên mình phải có kế hoạch xài tiền. Và một cái khái niệm mà trong cái kế hoạch xài tiền này nè, nó có cái 6 cái quỹ mà mình cần phải lưu ý, là mình phải phân bổ cái dòng tiền của mình ra. Chứ mình không, nhiều khi đi làm để về cục cần gì xài, hoặc là cần cái gì lớn xài thì không có. Ví dụ như là phải có quỹ đầu tư bản thân, tự thưởng cho mình nữa, quỹ chi dùng cho người thân và gia đình là cái lớn nhất. Rồi cái quỹ tự do tài chính, đó thì hoặc là quỹ đầu tư đó. Tất cả 6 cái loại quỹ đó thì em biết mình cắt cần phải phân bổ như thế nào cho hợp lý. Và cái 5 cái năng lực, 5 cái trí tuệ thông minh về tiền là thu hút tiền nè, giữ tiền nè, đồng tiền phải có cái sinh lãi. Rồi như là tư duy về đồng tiền và có cái khả năng mượn cái sức, cái đòn bẩy về tiền đó. Thì có rất nhiều cái quan niệm đó. Cái quan niệm cái khái niệm thứ ba đó là tiền phải sinh lãi, tức là phải bội tăng. Giống như là chúng ta không có, ví dụ như vào lạm phát hay gì đó, nếu mà chúng ta dùng tiền để chúng ta xài á, thì nó sẽ là xấu. Nhưng mà nếu lạm phát, chúng ta có cái sự đầu tư, ví dụ như vào bất động sản, thì chúng ta không có bị mất đi. Tức là cái tài sản nó vẫn ở đó và nó tăng lên, nên chúng ta không có bị lo về cái vấn đề lạm phát. Một cái khái niệm nữa là tiền bội tăng những gì chúng ta có. Ví dụ như là chúng ta đang có sức khỏe ở hiện tại ha, may mắn cho em, cảm ơn vì điều này. Và mình dùng cái tiền đó, mình có thể là mua những cái thực phẩm tốt hơn, ăn uống healthy hơn, mua những cái đồ natural hơn. Và mình có thể dùng cái thực phẩm bổ sung cho mình, để mình giữ gìn cái sức khỏe chủ động của mình đó. Hồi nãy là tiền có sinh lãi. Và cái điều nữa là, một cái khái niệm nữa là tiền giúp cho chúng ta đạt được những gì mình mong muốn. Ví dụ như là nó là một cái phương tiện. Ví dụ mình muốn giúp cho ba mẹ mình có căn nhà, hay giúp cho anh chị em, hay giúp cho con mình có cái tiền đi học đại học. Nó là một cái phương tiện. Tiền, một cái khái niệm nữa là tiền tỷ lệ thuận với số lượng và chất lượng con người chúng ta giúp đỡ. Ví dụ như bạn giúp dùm cái đồng tiền của mình đó, giúp cho con cái học hành,
đó là trong gia đình của mình. Nhưng xa hơn nữa, ví dụ mình thấy những cái hoàn cảnh khó khăn, mình có thể giúp họ trong một cái thời gian ngắn hoặc là một cái thời gian dài, ví dụ như xây trường học, xây bệnh viện, nó mang cái yếu tố xã hội, yếu tố rộng hơn. Và nếu mà bạn có cái tâm bao trùm cả thế giới chẳng hạn, là có những người họ muốn dùng cái đồng tiền của họ nghiên cứu phát triển một cái loại thuốc gì đó giúp cho cả thế giới vượt qua cái dịch hay gì đó, thì cái tâm của mình nó rộng lớn bao nhiêu, cái số lượng và chất lượng người mình giúp đỡ thì tiền nó càng tụ về hơn. Một cái ví dụ đơn giản mà mình dễ nhìn thấy đó là ví dụ như những cái người trưởng tộc trưởng họ trong gia đình đó, mà họ là bao xuyến quán xuyến lo lắng cho cả dòng họ, thì cái người đó rất là khá luôn. Đó là một cái điều mà mình thấy trước mắt. Rồi một cái điều nữa là một cái khái niệm nữa là tiền đến từ con người. Thì con người mình biết cái khái niệm là em sorry ngoài cửa có cái khái niệm là tiền con người chứ quên con người không là vốn, con người không là cây cầu thì là con đường giúp cho chúng ta có cái sự kết nối, con người là trợ lực, là đòn bẩy giúp chúng ta. Thì chúng ta biết được cái khái niệm này để chúng ta biết trân trọng, biết ơn, quý con người hơn. Một cái khái niệm nữa mà em được học một cái điều nữa mà em được học đó là bánh xe lục lọc đại thuận. Thì bánh xe này nó gồm 6 yếu tố ha. Thứ nhất á, là sức khỏe. Thứ hai là tự do thời gian. Thứ ba là tự do tài chính. Thứ tư là gia đình và mối quan hệ hòa hợp. Thứ năm là chu du thế giới. Và thứ sáu là phát triển bản thân. Thì đối với cái bánh xe lục lọc đại thuận này á, chúng ta cần phải tương trợ bổ khuyết cho nhau. Thì về sức khỏe là anh chị đã có chưa? Tức là đối với khi tham gia chương trình quýt là chúng ta có rồi nè. Tự do thời gian là khi mình có tiền á, thì mình hồi nãy em cũng có phân tích là mình sẽ làm được cái điều đó, là mình đã đạt được hay chưa. Tự do tài chính. Tự do tài chính thì con số mà em có đã có trong đầu rồi, tức là sau khi học về 5 cấp bậc tài chính. And then gia đình và mối quan hệ hòa hợp. Thì hiện nay em là một người mẹ đơn thân lo cho con, thì em thấy mình và con có cái sự kết nối rất là tốt. Phát triển bản thân thì em cũng đang học theo chương trình của Quýt. Em chắc chắn rằng là cái điều này sẽ giúp mình phát triển bản thân rất là nhiều. Và chu du thế giới thì sắp tới sẽ được tham gia cái chương trình Discourse 1 năm với thầy. Đó là những cái mục tiêu tiếp theo. Đặc biệt là bây giờ thì cần có cái sự độc lập về tài chính, phấn đấu. Để có được cái sự độc lập về tài chính này á, thì trong cái lớp học của cô nó có cái chương trình 5 cấp bậc về tiền, làm cho em cũng rất hào hứng. Và hồi nào tới giờ nhiều người sẽ có cái quan niệm là biết đủ là đủ, giống như đủ là ăn tiêu chi dùng trong gia đình ngày 3 bữa, đủ chi dùng, tức là họ đủ mãn nguyện rồi. Dĩ nhiên mình không có nói là mình phải tham tưởng nhiều hơn cho cá nhân mình, nhưng nếu mình tham tưởng cho xã hội thì nó lại thành một cái điều tốt, cái điều thiện lành. Ví dụ như thứ nhất là cái sự an toàn về tài chính, là cái chi phí của mình tiêu trong gia đình nó phải thấp hơn cái thu nhập của mình ha. Ví dụ như cuộc sống của gia đình mẹ em và con ở Mỹ thì nó around khoảng 3.000 thì mình đủ trang trải đủ cái mọi cái chi phí trong một tháng, có cái chi phí về du lịch ha. Cái thứ hai là cấp bậc thứ hai là đảm bảo về tài chính, tức là phải sống đủ 3 năm. Ví dụ như đại dịch tới mình có thể sống đủ 3 năm, tức là 3.000 đó mình nhân cho 12 tháng và nhân cho 3 năm thì con số của em là 108.000, là mình phải có cái dự phòng. Độc lập tài chính trọn đời, tức là tuổi thọ của mình nhắm tuổi thọ mình khoảng bao nhiêu và mình trừ cho cái tuổi hiện tại là tuổi thọ mình, ví dụ là 100 tuổi, mình trừ cho tuổi hiện tại là 47 thì nó còn 53 năm để sống. Vậy thì mình sẽ dùng cái đó nhân 12 và nhân 53, con số của em sẽ là 1.908.000.
Đây là con số độc lập tài chánh mà hồi nãy mình nói là tự do tài chánh trong cái bánh xe lục lọc đại thuận, đó là em có con số cụ thể. Tự do tài chánh là lấy độc lập tài chánh nhân cho năm là 1.908.000, nhân năm là 9.540.000. Và một cái điều nữa đó là một cái quan niệm mà em rất thích và rất mới đối với em, đó là di sản tài chánh. Đây sẽ là đích đến của em. Thì di sản này nó không có con số, nhưng mà sao nghe khi nghe cô phân tích là em rất là hào hứng với cái kế hoạch này. Tức là ví dụ như một người mà họ đã mất rồi đi, nhưng mà khi tới ngày birthday của con cháu nè, thì con cháu vẫn có, hay là ngày nó vào đại học. Cái tâm của em là tất cả những đứa cháu trong dòng họ vào đại học đều có cái phần quà từ em. Ví dụ như con lập gia đình hay là sao đó, thì cái điều này nó rất hào hứng. Mình tiếp tục tạo công đức phước đức từ cái dòng tiền mình có. Thậm chí là khi mình mất đi, tại vì nhiều người nói ồ mất đi là hết rồi, là tài chính ngân người đâu có đem theo được. Mình không có đem được cái đồng tiền, nhưng mà mình tiếp tục gieo trồng công đức phước đức cho đời sau của mình, của gia đình mình, của con cái mình. Cái đó là trong phạm vi gia đình. Nhưng mơ ước lớn hơn, hoặc là lớn hơn, là ví dụ như ông Nobel, ổng đã trao được rất nhiều học bổng cho biết bao nhiêu thế hệ, và tới ngày nay vẫn còn tồn tại cái giải thưởng Nobel trên toàn thế giới. Thì tại sao nếu mình có năng lực, mình có năng lực thì mình cứ tạo dựng tài sản tài chánh để mà mình có cái di sản tài chánh trọn đời, không phải cho bản thân mình và gia đình mà là cho rất nhiều thế hệ con cháu và rộng hơn nữa là xã hội. Thì mong ước rằng là em sẽ cố gắng set up cái mục tiêu này để mà hoàn thành cho 53 năm còn lại của mình. Rất là biết ơn cái lớp học về tài chánh của cô Hoàng Oanh, cũng như là cũng là thầy cũng tạo cái điều kiện để mà chúng ta có được cái lớp học này, biết bao nhiêu cái khái niệm nó mở ra. Và em xin cảm ơn thầy cô ạ.